nó đi kiểm tra và chấp hành pháp lệnh, yêu cầu tất cả các chuyên chỗ kỹ thuật và kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu hàng, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, các hàng sau như dây chuyền và bảo vệ được loại bỏ. Nhắc nhở yêu cầu tất cả các chuyên chỗ có thể là kiểm tra. Sau này như vậy, là chúng ta hơi nó bất kỳ mấy bé anh ra nha. Để các em sẽ đi nó lâu, các em sẽ chạy máy. Yêu cầu tất cả các chuyên chỗ chuyên chỗ là kiểm tra. Ngay bây giờ là chất tiết hàng hóa đầu hàng, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc. Tất cả các hàng tồn dung là cần phải loại bỏ. Yêu cầu tất cả các chuyên chỗ khi mà kiểm tra không nha.